Hôm trước có rất nhiều khách hàng hỏi Ngọc Ánh là Ngọc Ánh chuyên bán Hà Đông à, nhưng hôm nay trong video này Ngọc Ánh sẽ giới thiệu cho quý vị một số căn nhà rất là mới là thuộc huyện Hoài Đức nha quý vị. Với cái căn nhà này thì là nó thuộc xã Di Trạch, huyện Hoài Đức, với cái thông số nhà 31m², xây dựng 4 tầng, có thể hoàn thiện vừa xong và có thể dọn đồ về ở ngay, sổ đỏ chính chủ bàn giao nhà luôn. Với căn nhà này thì ngõ rất là thông thoáng, hướng nhà là hướng Tây Bắc và cái giá chào bán của căn nhà này là 2.700.000.000 đồng. Thiết kế vô cùng hợp lý cho một cái căn nhà ở vị trí là xã Di Trạch, huyện Hoài Đức nha quý vị. Nó rất là gần với cái đường vành đai 3.5 mới, nó gần với lại cái trục đường chính Vân Canh và đi lại giao thông cực kỳ thuận tiện, xung quanh tiện ích ngập tràn. Ngói nào đứng ở đây đó là phần tầng 1 của ngôi nhà. Phần hoàn thiện của cái ngôi nhà này đã được xong hết rồi, chỉ việc dọn đồ về ở ngay, sổ đỏ chính chủ bàn giao luôn, hồ sơ điện nước đầy đủ rồi. Đây là phần phòng khách của ngôi nhà với cái thông số rất là đẹp. Phần phòng khách ở đây thì là được ốp vách PVC cũng như là kệ để TV mọi người ạ. Thiết kế phần cửa chính của ngôi nhà thì hai lớp, bên ngoài là lớp cửa cuốn và bên trong là lớp cửa kính cường lực. Thật rất là hợp lý. Hệ thống trần thạch cao, đèn LED chiếu sáng, tiết kiệm điện. Đồng thời ở đây mọi người có thể nhìn du Hoàng Ánh nè. Đây, trần phào thạch cao rất là chỉn chu, chăm sóc cho cái ngôi nhà này rất là hợp. Đi lại thì cực kỳ thuận tiện, từ cái vị trí căn nhà này mà đi ra tới sân vận động Mỹ Đình nó khoảng tầm 5 km mọi người ạ. Nói chung là cái vị trí này rất là ổn áp nha. Đó. Và với cái phần hoàn thiện thì gạch lát nền kích thước gạch 60-60 đã được hoàn thiện xong hết rồi. Ngoài cái không gian của cái phần phòng khách này thì ở tầng 1 còn thiết kế cho mình một cái phòng bếp cực kỳ đẹp. Đây mọi người nhìn này. Đây. Đó, một chiếc phòng bếp xinh xẻo rất là phù hợp với các chị em nội trợ ưa trẻ trung năng động, với cái tông màu chủ đạo là tông màu trắng và tông màu nâu. Đây, xung quanh bếp cũng được ốp gạch và mặt bếp thì ốp đá granite. Với cái căn nhà này thông số nhà mặt tiền 3m1 và chiều dài hơn 9m một chút mọi người nha. Nói chung là cái mặt tiền của nó như thế thì lại được cái chiều sâu bù lại. Và với cái diện tích tuy nhỏ nhưng mà cái công năng sử dụng thì không hề thiếu nha. Tầng 1 còn có một phòng vệ sinh nho nhỏ đáp ứng cho quý vị công năng về cái bồn cầu cũng như là hệ thống máy bơm, vòi xịt, vòi rửa và máy bơm nước tổng lên trên 4 tầng sử dụng của ngôi nhà. Toàn bộ hệ thống tay vịn cầu thang từ tầng 1 cho tới lên tầng 4 của ngôi nhà. Nó thiết kế toàn bộ là gỗ lim, mặt bậc của bậc cầu thang ốp đá granite. Và sau đây ngoài xin mời mới theo em lên trên phía tầng 2, 3, 4 của ngôi nhà để xem ngôi nhà này thiết kế ra sao nhé. Tầng 2 của ngôi nhà thì được thiết kế như sau, gồm một phòng ngủ rộng và một phòng vệ sinh thiết kế theo kiểu master. Đây mọi người có thể nhìn thực tế nhá. Đây, cả phòng ngủ đây, phòng vệ sinh đây. Căn phòng ngủ rất là vuông vắn. Căn phòng này cũng rất là dễ dàng kê đồ mọi người ạ. Hệ thống trần thạch cao, trần phào, tranh, dán tường. Đây mọi người nha. Đây là tranh Hàn Quốc dán tường đấy mọi người ạ. Đây. Với cái bức tranh này thì theo như Ngọc Ánh được biết ấy, thì nó có khoảng độ bền tầm 5 đến 7 năm. Mọi người có thể lột ra và sử dụng cái chất liệu khác. Toàn bộ cái phần tầng 2 được thiết kế sàn gỗ, ban công mở hướng ra phía bên ngoài. Hệ thống trần thạch cao, đèn LED chiếu sáng tiết kiệm điện được lắp đặt đầy đủ. Với căn nhà này thì ưu điểm lớn nhất của nó là gần với lại sân vận động Mỹ Đình. Nó cách khoảng tầm 5 km như Ngọc Ánh vừa chia sẻ. Bởi vì đứng ở tại vị trí căn nhà này thì Ngọc Ánh có đo Google Maps ở trên điện thoại và search ra tới sân vận động Mỹ Đình thì nó là thể hiện lên là 5 km thôi mọi người ạ. Nói chung là đi lại cũng khá là thuận tiện. Với quý vị nào làm ở khu vực huyện Hoài Đức hoặc làm ở sân vận động Mỹ Đình, loanh quanh Mỹ Đình thì cái căn nhà này nó sẽ phạm vi bán kính khoảng tầm 7 đến 8 km đổ lại là rất là hợp lý nha. Đấy, đây là phần phòng vệ sinh ở phía tầng 2. Phòng vệ sinh này đáp ứng cho quý vị cái công năng sử dụng về hệ thống sen cây, bồn cầu, lavabo, hệ thống quạt hút mùi rất là hợp lý và cũng rất là rộng rãi. Đây. Rất là rộng rãi. Với cái tông màu ở đây chủ đạo là tông màu trắng cho nên là cái không gian của ngôi nhà tuy nhỏ nhưng mà bước vào nhìn nó vẫn rất là sáng và thoáng mọi người ạ. Tiếp theo mời người theo em lên trên phía tầng 3 của ngôi nhà nhé. Và với tầng 3 của ngôi nhà thì thiết kế cũng gồm một phòng ngủ, tuy nhiên phòng vệ sinh thì lại đặt ở phía bên ngoài mọi người ạ. Thay thế một chút nó khác một chút thôi, còn đâu thì thiết kế nó như nhau, phòng ngủ nó như nhau. Diện tích cái căn phòng ngủ này thì nó sẽ rơi vào khoảng phạm vi khoảng tầm 13 đến 14m mọi người ạ. Và cũng được thiết kế đầy đủ hệ thống trần thạch cao, sơn ở đây thì cái màu sơn chủ đạo của cái căn nhà này là màu trắng. Đó. Sắp tới đây Ngọc Ánh sẽ có rất là nhiều căn nhà xung quanh vị trí Vân Canh, Hậu Ái, Hoài Đức
Đông La Đồng Nhân cho quý vị nhá, để quý vị có thể tham khảo. Rất là nhiều căn đang vào hoàn thiện và sắp tới là Ngọc Anh có thể quay để gửi cho quý vị rồi. Có căn để ô tô đi qua ngõ đường thông, có căn thì ngõ cụt. Nói chung nó từ tầm tài chính 2 tỷ 2 cho tới 2 tỷ rưỡi, 3 tỷ thì rất là nhiều nha quý vị. Đây là phòng vệ sinh ở phía tầng 3 của ngôi nhà đó. Bởi vì đợt này là Ngọc Ánh đang mở rộng thị trường ra rất là nhiều. Trước kia thì loanh quanh Hà Đông, nhưng bây giờ thì cố gắng làm thêm cả huyện Hoài Đức này, huyện Chương Mỹ, cho quý vị có nhiều sự so sánh, nhiều sự tham khảo hơn. Và phần còn lại của ngôi nhà, tầng 4 ngôi nhà thì mọi người đừng rời mắt khỏi video nhé. Với tầng 4 của ngôi nhà, Ngọc Ánh vừa bước chân lên trên phía cầu thang thì có một cái ô giếng trời cực kỳ sáng để lẽ toàn bộ ánh sáng xuống cái khu vực cầu thang. Đồng thời với tầng 4 của ngôi nhà thì thiết kế như sau. Đây là phần tầng 4, thiết kế một căn phòng riêng. Quý vị có thể thiết kế làm phòng thờ, phòng làm việc, phòng ngủ. Cái này thì tùy công năng sử dụng của mỗi một hộ gia đình. Tuy nhiên, với căn nhà 31m2, xây dựng 4 tầng và thiết kế 3 phòng ngủ riêng như thế này thì nó rất là tối ưu công năng rồi, thưa mọi người. Và đây là phần sân phơi của ngôi nhà. Đây, phần sân phơi nhỏ nhắn, xinh xắn, hợp lý. Tuy nhiên thì cái công năng quý vị ở đây phơi phóng đồ rất là thoải mái. Hướng nhà thì là Tây Bắc, vị trí đi lại cực kỳ thuận tiện. Với căn nhà này, đường ngõ trước nhà rất là thoáng, cách với trục đường ô tô đi lại chỉ 50m thôi. Mọi người muốn tìm hiểu và biết thêm thông tin cụ thể chi tiết hơn nữa về cái căn nhà này thì vui lòng gọi điện cho Ngọc Ánh theo số điện thoại ở phía trên màn hình nhé. 0983013403 hoặc 0888041414. Mọi người xem video của em thì đừng quên nhấn vào nút like để ủng hộ cho Ngọc Ánh, đăng ký kênh để có thể là những quý khách hàng đầu tiên cập nhật được những thông tin bất động sản mới nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video sau.